phía trước chính là cổng chính vào làng hoa. Và đi qua cầu này thì sau khi đi qua cầu thì chúng ta sẽ vào sâu trong làng hoa. Tuy nhiên đường đi tới Cao Lãnh lại là đường phía trên thì mới là đường lên Cao Lãnh. Nhưng song song với đường đó có một đường dọc ven sông và cũng đi dọc theo làng hoa nên mình sẽ lựa chọn đi đường này. Và đường này có tên là Phạm Hùng Thái. Đây chính là con đường ven sông. Bên này sông thì không có trồng nhiều hoa, tuy nhiên bên này thì có thể nhìn thấy các vườn hoa từ phía bên này. Và phía gần mép sông cũng được mọi người tận dụng để làm các dàn trồng bông như thế này. Đường rất nhiều hoa, nhiều cây cảnh và hoa. Đây như là sen. Đây là sen đúng không chú? Ừ. Sen đúng không? Sen này mình bán cho ai? Hả? Sen này mình bán làm cảnh nhỉ? Bán hay mua bán nhỉ? Một cây một chậu này bao nhiêu chú? 30 ngàn một chậu à? Đấy, nhưng người ta chỉ mua hoa thôi, khi nào nở hoa mới bán được. Bán nguyên thùng nhỉ? À. Đây có lavender. Toàn bộ đây là vườn nhà mình anh. Ừ. Vườn nhà mình rộng bao nhiêu ạ? À? Cái khu này rộng bao nhiêu anh biết không? Khu làng hoa này. Cái này không, mấy cái khu này không biết. Rộng lắm không? Rộng. Thế trên bản đồ mà nó đi tút tút dưới méo sông. Nó làng hoa mình chắc là lâu đời. Con này dọc con đường này rất nhiều cây hoa đẹp. Tươi mát. Đi dài quay luôn hả? Là đi dài quay, vừa đi vừa quay này, con mới quay chứ được. Còn chỗ nào mà đẹp thì lại lấy cái máy này ra quay. Chụp mấy bông hoa này làm tấm hình có được không? Dạ. Chắc được. Nhưng mà phải có người mẫu anh vào em làm mẫu cho em chụp. Nếu mà có người mẫu chụp. Quay lại làm. Đó, đó đây. Đây em muốn quay những cảnh này này. Quay đó. Đang quay này. Phân này là mình chở đây phân đúng không ạ? Phân này là bằng chấu hay gì? Dơm. Em thấy hay bán thì xác dừa. Ừ, thì xác dừa khác, dơm khác, này trồng bông à. Dạ. À sao trồng bông thì mình dùng dơm ạ? À. Bông này mình cứ trồng quanh năm luôn. Quanh năm. Nhưng mà chắc phải có mùa bán như năm. Bán hoài. Tết thì bông Tết, thường thì có đi cái công trình. Nhu cầu cũng cao. Ở hôm nay trực tiếp nó xuống tối ngày vậy đó. Đó thì xuống chút xíu lên nữa. Em đi trước nhá. Rồi, ok. Bắt đầu từ đoạn này mình sẽ đi qua ngoài lộ lớn để tiếp tục lên Cao Lãnh. Vì theo Google Maps thì con đường ven sông không rõ là sẽ có đường cắt ngang nữa không, nên mình sẽ đi con đường cắt ngang này để qua lộ lớn. Và mình đã đi ra ngoài lộ lớn. Ở bên ngoài này cũng rất nhiều vườn hoa. Nhiều vườn hoa đại lý bán hoa nữa. Bên này là một vườn hoa rộng. Theo cột mốc ở ngay trước kia thì từ đây lên Cao Lãnh chỉ còn 15 km nữa thôi. Gần hơn mình nghĩ. Và đây là đường DT đường 848 km số 5. À, phía trước có một vườn bông rất đẹp. Wow. Trước là một vườn hồng.
vườn hồng leo. Vườn hồng leo rất rộng và nhiều màu sắc. Thế à, sao đi đi. Thôi ngồi chơi. Và chắc đi đến tầm chiều chiều bằng hôm qua lên Cao Lãnh. 15 cây. Bình ba. Bình ba không ra đó. Mà lúc ấy đi bộ chứ? Ờ. Ở tao đi bộ mà không nhưng mà đâu có tiền mà. Chẳng người có tiền 500.000 nào, tao mua gạo thôi. Tự nấu, tự làm hết trơn. Mua gạo, tự nấu gạo ăn luôn. Ờ. Nó đem màu đường ấy rồi. À. Đi chỗ đi. Đi ấy thì đi cắm trại luôn thì. Tự cắm trại, tự dân dẫu ngủ. Bữa nào không mưa dân dẫu ngủ, bữa nào mưa thì căn bản là ba lô đồ ít mang, chủ yếu là máy. Đây còn ba lô máy ảnh nữa mà, đây máy ảnh, pin mấy cả sạc nữa. Trông thế mà mấy cái sạc rồi pin nhiều lắm, tại mình muốn đi muốn quay nữa. Nhưng không, đợt trước là cũng đi rồi mang theo đồ cắm trại nữa, là trên người là mang hai mấy ký thêm mấy cái đồ máy móc này nữa. Mà mang đồ máy móc ở đâu, trời mưa đâu có đi được, nên phải mang thêm cả đồ đi mưa nữa. Đó là tính đi bộ dài tới Hà Nội luôn. À. Đi tự túc vậy đó. À. Là đi gần đến Tết cái nhà chưa về quá. Là đi về xong rồi muốn đi làm luôn. Chưa nữa, chưa biết làm nữa, lên Sài Gòn cũng qua chứ. Hồi đi từ đâu, đi từ đây hả? Đi từ đâu? Hồi đi từ đâu? Đặt đó, đi từ Phan Rang đi về dạy. Từ bắt xe đến Phan Rang. Tại thấy Phan Thiết một người cũng không có gì vui hết. Thôi đi Phan Rang đi. Không, nhưng mà cái cung đường đó đéo. Mình hôm nào mình cũng xác định, cũng định đi cung đường đấy. Đi dọc toàn bãi biển không à? Ừ. Cung đường mình đi rồi nhưng mà đi xe máy. Mình đi kiểu này mình phải vào nhà nghỉ, tại vì có máy móc cứ hiểu, vào nhà nghỉ sạc pin nữa. Chả như mua quay một ngày hết pin là phải tìm chỗ mà nghỉ. Hôm trước là đi từ Vĩnh Long lên Trà Vinh thì lại đi lúc ấy đáng nhất là đi thẳng từ Trà Vinh lên Vĩnh Long, nhưng mà lại đi vòng xuống mấy cái chùa Khmer. Thế là đi một vòng cung này cùng đi vòng lên Vĩnh Long thì không kịp. Thế là đi đến chỗ chân cầu Cổ Chiên thì dừng đấy ngủ võng một hôm, xong rồi lại đi tiếp đến Vĩnh Long. Hôm sau đi Vĩnh Long, xong rồi hôm sau nữa là đi đến Sa Đéc này, hôm qua Sa Đéc, hôm nay là đi từ Sa Đéc lên Cao Lãnh, mai hôm nay ngủ Cao Lãnh, ngày mai lại đi lên Hồng Ngự. Nhưng mà lên Hồng Ngự thì không kịp, chắc lên cái đoạn giữa chợ mới hay là đâu. Thì đợt sau mình sẽ phải lên một lần nữa, mình sẽ đi một lần nữa. Lên đây có rảnh chở đi vòng cho quay clip. Thế nhá. Bạn nhá. Mình gặp là bạn Nhân. Lúc mà tới Sa Đéc thì mình cũng gặp Nhân. Hôm nay ra khỏi thành phố thì cũng tình cờ gặp Nhân đang đi giao hàng. Sau khi chia tay Nhân thì mình sẽ tiếp tục lên đường tới Cao Lãnh. Trước cô km số 6, còn cách Cao Lãnh 14 km nữa. Con đường DT848 này có hai bên rất nhiều vườn hoa, mà hai bên đường còn có hai hàng cây rất là cao và xanh. Nhìn thấy phía trước con đường rất là mát. Bạn đi đâu vậy? Mình chưa biết, mình lần đầu tiên mình đi. Ồ, bạn đi đồng hành vậy hả? Đúng rồi. Vừa đi vừa quay hành trình mà.
Mình đi từ Trà Vinh lên đây rồi. Hôm mình đi được hôm nay là 5-6 hôm rồi. Mình là lên tối nay là mình lên được tới Cao Lãnh. Nếu mà vẫn là đi bộ ấy, xong rồi ngày mai là mình sẽ lên tới Cao Lãnh, mình đi qua khu mà gần gần chợ mới ấy. Thì mình ở trên đấy rồi, rồi hôm sau nữa mình sẽ lên Hồng Ngự. Là ngày 14 là mình ở Hồng Ngự, là ngày 14 mình phải có mặt ở Hồng Ngự. Rồi ngày 15 thì mình sẽ từ Hồng Ngự mình đi lên cửa khẩu Campuchia. Cửa khẩu bên Hồng Ngự ấy, xong cửa khẩu bên Hồng Ngự mình lại bắt phà mình qua bên cửa khẩu bên Vĩnh Sương. Là mình sẽ đi ngang qua con sông Mekong. Tại cái hành trình này của mình là mình đang đi dọc theo những con sông Mekong mà. Là mình cứ đi dọc theo những cái thành phố mà nó ven sông. Đó, thì mình bắt đầu từ Trà Vinh, từ cái cồn cửa biển cồn Cổ Chiên ấy. Thì từ Cù Lao đấy mình đi ngược lên, xong cứ đi men ven sông, thành phố ven sông xem như thế nào. Có hai hôm đầu mình còn đi ghe nữa. Thì hai hôm đầu là kiếm ghe không ra, tại vì bây giờ là đường xá rồi cầu phát triển hết rồi. Bao nhiêu cầu là có đường, có rồi người ta đi xe đường bộ chứ đâu ai đi ghe nữa đâu. Nên tìm ghe là khó luôn, tìm ghe không tìm được luôn. Xong mình cứ quốc bộ mấy hôm rồi lại hai hôm đầu lại đi được một đoạn thì lại may lại cứ vào những chỗ mình đi là mình hỏi xem ở đấy có ai chạy ghe không á. Vào lại hỏi được có anh người chạy ghe hay là chạy ghe. Hôm đầu còn nhậu nữa, hôm đầu vào hỏi có ghe không thì đúng cái đám đấy đang nhậu. Thế là anh bảo có rồi cho thuê ghe, rồi vào ngồi nhậu luôn. Xong rồi đi ghe từ Cù Lao lên thành phố Trà Vinh. Thế là hai hôm đầu là từ là lên Vĩnh Long với lên Trà Vinh là một hơn một nửa đoạn đường là đi ghe và một nửa là đi bộ. Còn hai hôm từ Vĩnh Long mà lên Sa Đéc thì đi bộ, tại vì nó ngắn, cũng mình đi đường quốc lộ nên là đi khoảng 20 cây rồi đi qua mấy cầu Mỹ Thuận, mình quay cầu Mỹ Thuận nữa. Rồi hôm nay thì mình là đi từ Sa Đéc lên Cao Lãnh, cũng là đi theo đường này, cũng là đường lộ, thì cũng qua phà rồi qua tí là qua phà thì mình sẽ ở phà mình quay phà. Bạn muốn đi phà đi cầu đang có cầu rồi. Không ai biết đâu nhưng mình muốn đi phà. Tại vì mình muốn nói cái đặc trưng của miền Tây đó chính là hệ thống sông ngòi chẳng chịt, là đi đường là sẽ gặp cầu. Còn nếu mà làm những cái video, mình còn dự định làm một video mà mình sẽ gọi là đi sâu hơn từng tỉnh ở miền Tây ấy, là sẽ đi 13 tỉnh miền Tây. Thì mình sẽ làm video chi tiết hơn. Là mình chẳng như mình chỉ chọn một khoảng thời gian khoảng 2, 3 và 4 ngày gì đấy, mình đi một tỉnh nào đấy, một thành phố nào đấy, thì mình sẽ đi loanh quanh với có thể bằng xe chứ không phải đi bộ. Giờ đi xe thì mình sẽ đi được nhiều điểm hơn. Thì mình đến địa thành phố rồi mình sẽ thuê xe máy đến nhà nghỉ. Thuê xe máy rồi mình sẽ đi loanh quanh trong thành phố đấy. Sau mình quay thì mình đến những cái địa danh nổi tiếng rồi những nơi có món ăn nổi tiếng mình quay hết lại. Rồi mình đến những cái nơi xa hơn, chẳng như ngày xưa mình đi công tác đoàn ở Cà Mau ấy. Là vào những vùng sâu là chỉ có đi ghe thôi, không có đi đường được. Đến phà đúng không ạ? Bạn cho mình Facebook không có đi ở trong đây. Bạn có Wi-Fi đó không? Có, mình có 3G. Vậy có 3G thì bạn lưu Facebook của mình đi rồi về hết chưa ha. Rồi mình cho số điện thoại bạn để mình cho gọi cho bạn kia luôn cái. Trung Anh Nguyễn. Trung Anh Nguyễn đúng không? Trung Anh Nguyễn 41 ạ. 18 4678. Trung Anh. Trung Anh đúng rồi. Trung Anh quê bạn ở đâu ta? Mình ở Lấp Vò. Lấp Vò đồng. Mình từ chỗ này mình về chỗ mình là khoảng 30 cây. Lấp Vò đúng không? Lấp Vò đúng rồi, Lấp Vò. Lấp Vò. Lấp Vò. Lấp này đúng không? Đúng rồi. Còn nhiều gì mà mình sẽ quay, mình bảo mình sẽ quay lại Đồng Tháp một lần. Mình sẽ đi toàn bộ tỉnh miền Tây một lần nữa mà. Có gì thì cứ gọi mình. Mình sẽ gọi mà. Bây giờ là mình cho số điện thoại bạn kia nè. Ok. Cho số điện thoại bên kia, bạn để mình gọi cho bạn kia luôn cho. Bạn cho mình mượn điện thoại nha, hết tiền. Mình nói nó một tiếng. Khoan từ. Vậy hả? Ok. Vậy thôi ha. Cảm ơn. Anh này nó không ở Cầu Lãnh, nó đi đâu rồi? Và thông cảm nha. Không sao. Mình còn quay lại thôi. Ok. Còn lại mình sẽ quay lại, mình sẽ gọi điện cho bạn. Rồi. Bye bye. Bye. Đi ăn rồi ha. Chào anh nha. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn cái gì. Bye bye. Vậy thì cứ gọi mình. Có ok. Mình rảnh mình đi theo bạn luôn. Ok. Cao Lãnh. Ủa có mua vé không ạ?
phà Cao Lãnh qua sông Tiền. Từ bên này phá nhìn thấy cầu Cao Lãnh. Theo lời Trung Anh thì cầu Cao Lãnh mới được khánh thành vài tháng trước. Từ đường DT848 là có đường vòng đi lên dẫn lên trên cầu. Tuy nhiên đây thì bến phà vẫn đang được sử dụng. Ở kia chính là phà Cao Lãnh, phà chạy hai bên bờ. Lòng sông rất rộng và thấy là nước chảy rất là xiết. Rồi mình sẽ đi lên phà và qua thành phố Cao Lãnh. Đây chính là sông Tiền. Phà này qua sông Tiền là sông rất lớn, chiều dài sông rất lớn. Và thấy cây cầu Cao Lãnh rất là rộng, cũng là cầu dây văng và hai tháp trụ. Sắp dừng hoạt động nên là không thấy thu vé. Giờ mình sẽ đi vào thành phố.